Tham pati ca tánh cha lý ân thì qua đăng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chách kha cha ti ca đề xế tu tham măng anu cam pi măng pa chăng Sát tham ma pê đinh vi na yang cha ca yang su tánh cha bản tham a pi tham ma chăm măng a cô ta yan tô cha tu sách cha đàn đăng ba bồ ta này dê Paris sa ya mất chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài rời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành tới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn nam mô bút ra giác nam mô tham ma giác nam mô sang kha giác dạ con kính thỉnh sư pháp thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay con xin dâng mic đến ngài để ngài thử mic rồi sau đó con sẽ đọc phần chính kinh ngày hôm nay ạ. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ con kính dâng lễ kính thượng tọa pháp thanh. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng và kính lễ ngài Trí Đức. Chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. À, hôm nay chúng ta sẽ học Tương Ưng Bộ Kinh phẩm thứ hai bài thứ 8 không phóng dật. Mời cô Pháp Nguồn Lào Cai có thể quan hỷ đọc phần chánh kinh và sau đó sư sẽ giảng giải chia sẻ rộng thêm về cái câu Phật ngôn bài học ngày hôm nay. Dạ. Xin mời Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng được phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ cho con xin bài thưa sư. Hình như là cô Như Quang chưa vào đạo tràng á thưa sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, chắc bữa nay cô Như Quang đã bận việc rồi, thôi để sư đọc luôn, để đọc luôn cái phần chánh kinh. Trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo, Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh.
Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngăn an. Chúc tất cả quý trung nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Tương ưng bộ kinh phẩm thứ hai, bài thứ 8, không phóng dật. Một, trú ở xa quá thí. Hai, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên vua Bát Xê Na Đí nước Cồ Xá Lá, bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác bạn hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 3. Như vậy là phải. Thưa Đại Vương, thưa Đại Vương, pháp được ta khéo thuyết giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 4. Một thời, thưa Đại Vương, ta ở giữa dòng họ Sắc Cá. Thích Ca, tại một thị trấn của các vị Sắc Cá. Rồi thưa Đại Vương, Tỷ Kheo A Nan Đa đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Thưa Đại Vương, Tỷ Kheo A Nan Đa đã bạch với ta: bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện bạn hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 6. Khi được nói vậy, thưa Đại Vương, ta nói với Tỳ kheo Ananda: này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải vậy. Thật sự, này Ananda, toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Từ một tỷ kheo làm bạn với thiện, này Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 7. Và này Ananda, thế nào là tỷ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? 8. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, y cứ viễn ly, y cứ vào ly tham, y cứ vào đoạn diệt, y cứ vào xả ly, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này Ananda, là vị tỷ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. 9. Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế. Ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 10. Này Ananda, chính vì ta y cứ làm bạn với thiện, làm bạn với các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh, các chúng sanh bị chết giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ u não được giải thoát khỏi sầu bi khổ u não. Và chính ta theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế. Ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Do vậy, này đại vương, cần phải học như sau: tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Như vậy, này đại vương, đã cần phải học, này đại vương, để đại vương có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, đại vương cần phải y cứ an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong các thiện pháp. 12. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung nhân sẽ suy nghĩ: đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. 13. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị sát đế lỵ chư hầu sẽ suy nghĩ: đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. 14. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ suy nghĩ: đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. 15. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở, hộ trì, nội dung, nội cung được che chở, hộ trì, kho tàng được che chở, hộ trì. 16. Người ước mong tài sản phải liên tục tăng thượng, người hiền trí tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người lành làm các hạnh công đức, người hiền không phóng dật, được cả hai lợi ích, lợi ích trong đời này, lợi ích cả đời sau. Kẻ anh hùng được gọi là bậc chân hiền trí, nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài lên để tất cả trong đồng mà có thể nắm được cái ý chính của câu Phật ngôn này. Dạ. Thì ở đây đó là vua Bát-xê-na-đí đã đến nói lên cái suy nghĩ của mình, và Đức Phật đã giảng dạy về cái ý nghĩa, cái đời sống của những người mà hiền thiện tu tập nỗ lực để đạt đến những cái lợi ích đời sống. Tốt đẹp cho cái đời sống hiện tại và ngày vị lai. Thì Đức Phật đã lặp lại cái lời dạy của Đức Phật đối với Ngài Ananda. Thì có một lần Ngài Ananda đó đã trình bày cái suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình. Tức là Ngài Ananda nói là một phần cái đời sống phạm hạnh được đặt trên cái tình thiện bạn hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Nhưng mà Đức Phật đã xác định rằng cái đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện bạn hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Thành ra trong đời sống ta nói là sao? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thì khi mà chúng ta trở thành cái người xuất gia, chúng ta từ bỏ gia đình, thân bằng quyến thuộc rồi, thì những người thân của chúng ta đó lại là những cái người cùng tu, những bạn đồng phạm hạnh, thì đó là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Không sao đâu. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều, có gì đâu sám hối.
Quan hỷ giúp sư bót bài. Sư cảm ơn rất nhiều rồi. Mặc dù cô bận rộn rất nhiều công việc mà hỗ trợ giúp sư về là quá tốt. Cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Thì ở đây đó, chúng ta nếu mà trong cái sự tu tập của mình á, nếu mà chúng ta gần gũi với những người có thực hành cái con đường bát chánh đạo, tức là Đức Phật nói là thánh đạo tám ngành, thì như vậy á, thì sẽ có sao? Sẽ là những cái người mà tu tập để có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà muốn thực hành cái con đường bát thánh đạo này thì sao? Thì cái vị hành giả tập phải tập có chánh tri kiến, rồi phải có sự viễn ly. Viễn ly thì viễn ly đây đó là có thân viễn ly và tâm viễn ly, y cứ trên cái ly tham, tức là ly xa tham, là nói cái tóm gọn mà tất cả ba cái phiền não tham sân si. Thì khi mà cái vị hành giả nó thực hành thì phải y cứ trên cái tâm là ly tham, ly tham trong này cái gọi là những cái về cái tâm mà phiền não hướng về những cái tham dục của thế gian, của trần cảnh, y cứ đoạn diệt, tức là cái vị này phải nhìn thấy tất cả danh và sắc luôn luôn nó sanh diệt, sanh diệt theo nhân quả, rồi mình thấy tất cả danh sắc nó đoạn diệt, y cứ xả ly, rồi tu tập chánh tư duy, tức là hướng về cái sự tắc ý để hiểu biết suy về cái con đường giải thoát. Tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đây là ba cái sở hữu giới phần để giúp cho tam nghiệp của mình được tốt đẹp, an tịnh. Thì chính nhờ có cái sự tu tập về phần giới thì nó sẽ làm cái nền tảng để mà phát triển được định, tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chính nhờ có cái sự nỗ lực tu tập về giới rồi phát triển định thì tuệ nó mới có thể có điều kiện để phát triển tốt đẹp. Cho nên là tất cả nếu mà một cái vị mà nỗ lực tập phát triển cái bát chánh đạo thì sao? Sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp cho chính mình. Và sao? Khi mà một cái vị mà hướng đến cái con đường tu tập thanh cao thì sao? Sẽ là cái nơi nương nhờ cho những cái vị đồng phạm hạnh. Cho nên trong cái đời sống, khi mà chúng ta có được những cái thiện bạn hữu, thiện giao du, thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta sẽ có được cái sự hỗ trợ để mà chúng ta cùng nhau phát triển cái sự tu tập của mình. Thì trong cái phương pháp tu tập có nhiều khi có lúc mà chúng ta cũng còn hoài nghi, còn dao động, mình biết là mình tu như vậy có đúng hướng hay không, mình không biết những cái
cái kinh nghiệm của mình như vậy đó, nó có lợi ích hay không. Cho nên là khi mà trong cái đời sống mà chúng ta có sự tốt đẹp nha, có những người bạn thiện hữu tốt đẹp như vậy, có kinh nghiệm trong cái sự tu tập, thì sẽ là cái nơi để mà chúng ta cùng nhau nương nhờ để phát triển. Để nhờ có cái sự tu tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái phiền não của thế gian, không còn suy nghĩ gì về những cái dục lạc của trần cảnh bên ngoài nha. Do đó mà chúng ta cùng nhau nương nhờ tu tập, mà khi đạt đến những cái thánh quả, những thánh quả tốt đẹp, thánh hữu học, thì lần hồi các cái kiết sử sẽ được diệt trừ. Nếu mà đạt đến cái thánh đạo cao tột, thánh A-la-hán, thì tất cả những gì là khổ não ở trong thế gian này thoát khỏi những cái sự sanh già bệnh chết, các chúng bị những cái phiền não khổ đau trói buộc bủa vây, sầu bi khổ u não, tất cả những cái này đó được đoạn trừ, thì vị ấy sẽ đạt đến cái hạnh phúc an vui tuyệt đối. Cho nên Đức Phật giảng dạy là khi mà chúng ta có sự chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, không phóng dật, nỗ lực thực hành theo cái con đường Bát Thánh Đạo, thì sao? Sẽ đem đến cái đời sống an vui. Thì mặc dù bây giờ hiện tại chúng ta thực hành trên cái con đường giới định tuệ, dù nó chưa đưa đến những cái thánh đạo thánh quả, nhưng mà ngay trong đời sống hiện tại này, nếu mà chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì nó cũng sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp trong cái đời sống hiện tại này. Và chính những cái nền tảng căn bản của cái chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hiện tại này đó, thì từng bước chúng ta sẽ nỗ lực tu tập tiếp trong những cái đời sống tương lai, thì mới đưa đến những cái điều tốt đẹp. Cho nên khi mà chúng ta nỗ lực tu tập, vị hành giả gìn giữ chánh niệm một cách xuyên suốt miên mật liên tục tốt đẹp á, thì sao? Sẽ đem đến một cái đời sống tốt đẹp trong cái nội tâm của mình, và cũng sẽ giúp cho những cái người xung quanh, những bạn đồng phạm hạnh, những người cùng tu sẽ có sự an ổn tốt đẹp. Thì khi mà quý vị bước vào một cái chánh điện, bước vào một cái trường thiền chẳng hạn, khi mà quý vị thấy những người khác, người ta đang chăm chú, người ta đang thực hành quán sát, giữ yên tịnh, vắng lặng, thì tự nhiên cái hội chúng người ta đang yên tịnh vắng lặng như vậy đó, làm cho mình cũng phải cố gắng hạn chế nói, làm những cái công việc gì đó cũng phải nhẹ nhàng, không có gây tiếng động ồn ào. Thì chính cái điều mà những cái vị hành giả người ta đang nỗ lực tinh tấn, người ta
ta thực hành quán sát đó, à, nó cũng thúc đẩy, à, nó cũng làm cho chúng ta tránh đi những cái hành vi thô tháo, ha. Thay vì nếu mà không có cái vị người ta đang ngồi thiền á, thì sao mình làm việc nó không có cẩn trọng, gây tiếng động, hay là hoặc là mình nói chuyện ồn ào như này hay khác, ha. Nhưng mà khi mà mình thấy có những cái vị người ta đang ngồi thiền đó, mình cũng phải gìn giữ cái sự an tịnh, mình cũng làm việc trong cái chánh niệm cẩn thận đó. Chính nhờ cái sự tinh tấn của cái vị hành giả ha, làm cho những cái người xung quanh cũng phải nỗ lực tinh tấn theo ha. Thành ra có những lúc á, chúng ta cũng phải đi đến trường thiền rồi chúng ta thực hành cái chánh niệm của mình, thì chính nhờ ở trong cái hội chúng như vậy đó, nó có cái sự nương tựa lẫn nhau, nó thúc đẩy nhau cùng nỗ lực gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác của mình ha. Chứ còn đôi lúc á, nếu mà mình hành riêng một mình ở nhà, ở trong phòng riêng, hay là ấy á, có những lúc là cái sự dễ vui giải đãi mình nó cản trở. Còn khi mà chúng ta lên ngồi ở trên thiền đường, ở chánh điện chẳng hạn, thì sao? Thì khi mà chúng ta thấy cả một cái hội chúng mấy mươi người đã đang ngồi yên tịnh, chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó đó có nhiều lúc cái tâm mình mà dù cho có sự giải đãi dễ vui đó, thì cũng bị đẩy lùi, ha. Mình suy nghĩ trời ơi, giờ này là giờ hành thiền, người ta đang ngồi thiền chánh niệm tỉnh giác hết, mà giờ mình dễ vui, mình không ngồi thiền, mình bỏ, mình đi làm chuyện này chuyện khác là nó không có đúng, do đó thì sao, thì nhờ cái sự nỗ lực chánh niệm tỉnh giác của những người bạn đạo, những vị hành giả nhau, làm cho mình cũng phải nỗ lực tinh tấn theo. Thì trong đời sống á, trong cái đời sống của người xuất gia, nếu mà chúng ta có được những người bạn đang nỗ lực thực hành theo cái con đường bát chánh đạo, thì là một cái chỗ nương tựa cho chúng ta. Quý vị thấy rằng ở trong rừng cũng vậy, nhờ có những cái cây lớn, những cái cây lớn, cái bộ rễ nó vững vàng, thì những cái cây nhỏ xung quanh đó, trước những cái cơn gió lốc phong ba đó, thì những cái cây nhỏ này nó sẽ nương tựa vào những cái cây lớn để mà nó cũng được vững vàng, ha. Còn nếu mà quý vị thấy đó, trong thành phố có nhiều khi người ta trồng những cái hàng cây mà để che mát đó, che mát ở trong thành phố đó, bởi vì cái hàng cây nó đứng lẻ loi một mình, cho nên nó có những lúc những cái gió mạnh, là gió lốc đồ này kia nọ đó, thì cái cây này nó sẽ ngã đổ. Tại sao? Tại vì không có cái sự chống đỡ cùng nhau, cho nên là nó phải chịu đựng những cái cơn gió rất là mạnh mà nó chưa đủ sức để chống chọi đó, thì cũng vậy. Cho nên là trong cái đời sống tu tập thì mình cũng phải nương tựa với nhau để mình tu, đã nói là học thầy không phải học bạn. Có những lúc là mình nghe cái vị sư, vị thầy giảng,
Nhưng mà có những lúc mình cái mình chưa có hiểu thấu đáo, chưa có hiểu hết ha, thì có những lúc mình trao đổi với người bạn của mình để mình hỏi lại những cái điều mà mình còn thắc mắc, mình hỏi lại những cái điều mà mình chưa có nghe nó một cách rõ ràng tường tận ha. Thì nhờ cái người bạn người ta sẽ lặp lại cái câu hỏi, lặp lại cái điều mà người ta đã nghe để mà mình hiểu được thấu đáo tốt đẹp ha. Cho nên á là khi mà chúng ta có được những cái thiện bằng hữu, thiện trí thức, thì một cái điều hết sức là quý báu, để chúng ta có một cái nơi nương tựa trong cái đời sống tu tập của mình. Những cái người phải phải cùng chí hướng, những người phải cùng chí hướng, cùng đi trên cái con đường Bát Thánh Đạo. Cho nên á là các cái vị hành giả sơ cơ thì thường các cái vị thiền sư khuyên cho là chúng ta phải gần gũi những cái vị mà có chánh niệm, tránh xa những cái người mà không có gìn giữ chánh niệm, rồi phải gần gũi những cái vị mà có kinh nghiệm trong sự thực hành, trong sự thực tập và quán sát, để mà chúng ta có được sự hiểu biết, để chúng ta trao đổi, học hỏi thêm những cái điều mà mình thắc mắc về trong những cái sự thực tập, thực hành của mình đó. Cho nên là cái người thiện bằng hữu, thiện trí thức là một cái người hết sức là quan trọng để chúng ta cùng nhau nương tựa nhau để phát triển cái sự tu tập của mình. Cho nên Đức Phật mới dạy là sao? Phải an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở hộ trì. Sở dĩ mà phiền não nó dấy động sanh khởi, mà khi mà phiền não dấy động sanh khởi thì sao, thì khổ đau nó theo sao? Do chúng ta không có gìn giữ cái nội tâm của mình, để cái tâm của mình nó phóng dật. Chúng ta hiểu là gì? Cái tâm nó không có ở yên trong cái giây phút hiện tại, nó trôi dạt, nó chạy về quá khứ, nó suy tính tương lai, nó lan man việc này việc khác nên đó là gọi là cái tâm phóng dật. Thì sao khi mà cái tâm phóng dật nó như vậy đó, thì sẽ làm cái điều kiện để cho phiền não nó sanh khởi, những cái mê lầm tà kiến, chấp thủ về cái tự ngã ha, rồi làm cho chúng ta thấy méo mó đi những cái đối tượng ha. Ngay bản thân mình á, mình chấp thủ và những cái mê lầm tà kiến về tự ngã thế này thế khác ha. Cho nên từ đó mà phiền não nó sanh khởi. Còn khi mà chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác đầy đủ với trí tuệ thì sao? Thì mình sẽ thấy đúng cái thực tánh thực tướng của danh và sắc. Trong cái thân ngũ quẩn này là những cái thành phần tinh thần và vật chất nó hợp thành, chứ hoàn toàn không có một cái bản ngã, một cái con người nào ở ở phía sau cái thần ngũ quẩn này hết á.
Thì khi mà chúng ta thấy được rõ ràng cái tính chất của danh sắc, mình thấy danh sắc nó sanh diệt theo cái nhân duyên, nhân quả đó, mà mình không điều khiển được gì nó hết, mình thấy rõ được cái lời dạy của Đức Phật về cái định luật của tam tướng. Từ đó mà chúng ta thoát ra những cái chấp thủ mê lầm đó. Cho nên là khi mà cái vị mà có cái sự chánh niệm tỉnh giác tốt đẹp, sống trong hiện tại, thì như vậy đó, nội tâm của cái vị này có sự an tịnh, được cái pháp hành nó che chở hộ trì. Chính vì có luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác thường xuyên, thì sao? Thì không có điều kiện cho phiền não nó sân khởi, cho nên cái tâm luôn là được an tịnh tốt đẹp. Mà ngay trong cái giây phút hiện tại này đó, ngay giây phút hiện tại này, cái vị hành giả gìn giữ chánh niệm từng giây từng phút, thì như vậy đó sẽ được an ổn tốt đẹp. Thì cái tài sản ở trong thế gian này, mặc dù là nó quý báu, nó có thể nuôi sống chúng ta, nhưng mà nó chỉ nuôi sống nhất thời thôi. Nhưng mà cái tài sản quý báu đó là cái trí tuệ, cái trí tuệ, cái con đường giải thoát, các phước báo mà chúng ta thực hành đó, nó mới là cái tài sản cao quý thật sự. Còn những vật chất vàng bạc, tiền bạc, rồi tất cả những cái vật chất ở thế gian này đó, thì chỉ là tạm thời, nhất thời thôi. Còn nếu mà chúng ta có được cái sự tu tập gìn giữ cái chánh niệm của mình một cách là miêu mật tốt đẹp, nó mới là tài sản cao quý. Và chính những cái điều kiện, những sự nỗ lực thực hành giáo pháp ở trong hiện tại này á, nó sẽ thúc đẩy chúng ta trong những cái kiếp sống tương lai để nỗ lực thực hành. Rồi sao? Cái vị hành giả phải liên tục tăng thượng. Tăng thượng ở đây là gì? Nó có ba cái điều kiện để mà phát triển cho cái nội tâm chúng ta vững vàng. Một là giới tăng thượng. Giới tăng thượng ở đây đó là cái vị hành giả trong bất cứ ai nghi nào, khi đi, ví dụ như cái vị hành giả khi mà đi kinh hành như vậy, cái vị này khi mà đi kinh hành á, thì sao? Mình hoàn toàn mình chú tâm chánh niệm tỉnh giác trên cái sự chuyển động của bước chân, mình hoàn toàn chánh chú này một cách mạnh mẽ trong cái sự chuyển động của từng bước chân đó, không để cho bất cứ một cái phiền não nào nó sanh khởi. Mình giữ hoàn toàn trong cái giây phút đó đó, thì sao? Thì khi mà cái sự chánh niệm tỉnh giác mình đầy đủ vậy đó, thì phiền não không sanh khởi. Mình đâu có nghĩ gì vấn đề mà phạm giới, hay là cái những cái tâm ái dục nó không có thể điều khiển sanh khởi được. Cho nên lúc đó đó, ngay lúc đó đó là có gì? Cái giới tăng thượng. Đó, ngay cái giây phút mà cái vị hành giả chú tâm trọn vẹn trên cái chuyển động, trên cái bước đi của mình á, giữ tâm một cách tốt đẹp như vậy đó, thì tất cả những cái phiền não nó không thể sanh khởi. Thì khi mà mình giữ tâm như vậy tốt đẹp thì làm sao mình phạm giới? Cho nên là cái giây phút đó gọi là giới tăng thượng.
Mà giới tâm thượng á, thì khi mà giới tâm thượng thì mình định tâm hoàn toàn vào cái đối tượng hiện tại là bước chân, là chuyển động của bước chân. Mình chú tâm hoàn toàn dở bước đạp, bất cứ những gì nó đang xảy diễn trong cái giây phút hiện tại đó, mình ghi nhận một cách miên mật trọn vẹn, thì sao là quý vị có cái sự định tâm trọn vẹn trên cái bước đi của mình. Cho nên là sao, giới tăng thượng, tâm tăng thượng, hay là cái lúc đó là cái phát triển định một cách tốt đẹp. Thì khi mà có giới tăng thượng, tâm tăng thượng rồi đó, thì mới đưa đến tuệ tăng thượng. Mình sẽ thấy rõ ràng từng cái chuyển động, từng cái chuyển động nhân quả sanh diệt. Thì chính nhờ như vậy đó, thế giới tăng thượng nó phát triển cho tâm tăng thượng hay là định tăng thượng, rồi định tăng này đó mới phát triển tuệ tăng thượng đó. Chúng ta thấy rõ ràng về nhân duyên, nhân quả trong từng cái chuyển động của bước chân. Chúng ta thấy rõ danh sắc sanh diệt. Thì như vậy chúng ta sẽ có kinh nghiệm, có trí tuệ, có sự hiểu biết trong từng cái chuyển động của bước chân. Rồi các vị này khi mà tọa thiền cũng vậy. Khi mà các vị này tọa thiền á, thì sao? Cái tâm an trú trên cái đề mục của mình. Ví dụ các vị này dùng cái đề mục là thở vô, thở ra. Đó. Thì khi mà một cái vị hành giả mà trong khi mà mình thực tập cái lúc mà thời gian mà đi kinh hành á, hay là thiền hành á, mà nếu mà quý vị mà giữ tâm được mạnh mẽ, tốt đẹp á, thì khi mà đến cái thời thiền tọa, nó tạo được cái sự tốt đẹp, an tịnh của cái tâm, cái định tâm mình nó phát triển mạnh. Thì khi mà cái vị hành giả mà vô ngồi thiền tọa đó, thì sẽ cái tâm nó rất là bình tĩnh một cách tốt đẹp. Đó. Mà khi quý vị ngồi, cái vị hành giả ngồi an tịnh, an trú trên cái đề mục của mình, ghi nhận rõ ràng, khi cái hơi thở vô vừa sanh khởi, mình quan sát, theo dõi, thở vô sanh kéo dài cho đến khi mà cái thở vô nó chấm dứt, thì mình sẽ thấy rằng gì, sanh trụ diệt. Thì quan sát rõ ràng từ khi mà cái chuyển động của hơi thở nó vừa sanh khởi cho đến khi nó chấm dứt một cách tốt đẹp như vậy đó, thì nhờ cái có cái ghi mình đi kinh hành, mình gìn giữ tốt đẹp, thì khi mà mình vào cái thời thiền tọa đó, mình gìn giữ như vậy đó, thì sao hoàn toàn những cái suy tư dục tầm bị diệt trừ. Mình không có những cái suy tư về những cái điều sái quấy. Thì vậy là trong cái thời thiền của mình á, ngay giây phút đó là cái giới tăng thượng thì cũng giống như vậy. Giới tăng thượng thì càng củng cố cho cái tâm tăng thượng, hay là cái chánh niệm tỉnh giác của mình á, nó càng mạnh mẽ. Đó. Rồi chúng ta quan sát ghi nhận tường tận, thì chúng ta thấy rằng cái gì, trong cái thân này là một cái sự
của sự tổng hợp của danh và sắc, hai thành phần danh và sắc nha. Và nó chỉ có sự sanh diệt, sanh diệt không ngừng ha. Chứ hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có một cái linh hồn. Và tất cả các pháp nó xảy diễn theo cái quy luật nhân quả tự nhiên của nó ha. Mình không thể nào mà can thiệp vào cái điều khiển cái chuyển động này ha. Đó, cho nên đó là nhờ như vậy chúng ta thoát ra khỏi những cái mê lầm chấp thủ về cái thân kiến này à. Mà khi mà chúng ta thoát khỏi ra những cái chấp thủ mê lầm chấp về cái thân ngũ quẩn này đó, thì sao? Mình diệt trừ được cái điều kiện đầu tiên à. Thì quý vị biết rằng á, ba cái hạ phần kiết sử mà một cái vị sơ đạo sơ quả phải đạt được là gì? Là về diệt trừ cái thân kiến. À, cái thân kiến à, là sao? Mình chấp thủ cái thân này à, tôi có ở trong cái thân này, hay là cái thân này là của tôi nha. Đó, thì khi mà chúng ta diệt trừ được cái thân kiến là được một cái phần quan trọng để mà chúng ta hướng đến à, các cái tịnh thánh hữu học ha. Đó, rồi chính nhờ cái sự mà nỗ lực à, gìn giữ này đó, thì chúng ta à, gìn giữ cái nội tâm của mình vững vàng ở trên đối tượng à, không có điều kiện để cho phiền não nó sanh khởi. Thì khi mà chúng ta gìn giữ cái nội tâm của mình một cách miên mật tốt đẹp vậy đó, thì sao? Thì những cái phiền não xong không sanh khởi. Và càng ngày cái kinh nghiệm tu tập rồi trí tuệ của chúng ta nó được dung bồi à, mạnh mẽ lên. Và chính nhờ cái sự gìn giữ cái không phóng dật này đó, thì nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp ngay trong cái đời sống hiện tại này. À, đời sống hiện tại này, cái vị hành giả luôn luôn sống trong cái tâm à, quân bình, an tịnh, tốt đẹp. À, mà khi mà chúng ta sống với cái tâm quân bình, an tịnh, tốt đẹp, à, trí tuệ luôn luôn được hiện diện một cách là tốt đẹp thì sao? Thì không bao giờ có những cái tư tưởng sái quấy, những cái tà kiến mê lầm, những cái phiền não không có thể nào mà sanh khởi được. Thì những cái vị đó đó là những cái người trí à, những cái người hiền trí đó, đáng cho mình à, những người bạn đạo, những người đồng tu tập để làm cái chỗ mà nương nhờ ha, để cùng nhau à, hỗ trợ sách tấn nhau trong cái sự thực hành, trong cái sự thực tập giáo pháp để đem đến một cái đời sống an vui à, được một hạnh phúc trong đời sống hiện tại cho chính mình. Và nhờ đó sự nương tựa lẫn nhau à, cùng nhau sách tấn à, nỗ lực tinh tấn để thực hành giáo pháp thì sẽ đem đến một cái đời sống tốt đẹp à, và chính những cái điều kiện à, những cái sự nỗ lực mà chúng ta thực hành à, sự thực tập quán sát trong cái đời sống hiện tại này à, nó sẽ là nhân à, là duyên để trong những kiếp sống tương lai à, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực à, thực hành cái giáo pháp theo cái lời dạy của Đức Phật để đạt đến những cái thánh đạo, thánh quả cao thượng, tốt đẹp. Và cái người mà nỗ lực thực hành giáo pháp của Đức Phật đó, thì chắc chắn mặc dù những cái vị này đó
trong đời sống hiện tại này chưa đạt đến thánh đạo thánh quả, nhưng luôn luôn nỗ lực tinh tấn thường xuyên nha, thường xuyên hàng ngày à, thì những vị này đó chắc chắn à, sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui à. Thành ra đó, thành ra Đức Phật mới nói là cái này nó là cái gì, nó là cái tài sản cao quý ha, rồi nó đem đến lợi ích đời này đời sau đó. Thì những cái người anh hùng á, à, ở ngoài thế gian á, những cái người anh hùng là gì, những cái người mà xông pha ra ngoài chiến trận à, chiến đấu với thù ha, để gìn giữ cái thanh bình tốt đẹp cho đất nước. Nhưng mà đối với trong cái sự tu tập đó, thì cái người mà anh hùng đây không phải là chiến đấu như những người lính à, mà những cái người mà chiến đấu với cái gì, với phiền não à, thì cái những cái người mà quân địch xâm lược đất nước à, nó là quân địch. Nhưng mà đối với bản thân chúng ta, đối với cá nhân chúng ta đó, thì sao? Những cái phiền não à, những cái phiền não à, những cái sự dễ vui, cái tâm phóng dật, nó là kẻ thù à, nó là kẻ thù. Cho nên á, là khi mà chúng ta thực hành cái chánh niệm tỉnh giác à, chúng ta gìn giữ cái chánh niệm của mình một cách tốt đẹp, thì cái phóng dật à, cái phóng dật, cái dễ vui giải đãi ha, cái buông lung, nó là gì, nó là kẻ thù. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực á, để mà gìn giữ cái chánh niệm của mình một cách liên tục tốt đẹp, từ khi mà mình thức giấc à, cho đến khi mà mình ngủ trở lại ha, mà mình cố gắng nỗ lực gìn giữ trong cái thiền hành, thiền tọa, rồi áp dụng chánh niệm tỉnh giác trong các cái sinh hoạt đời sống à, khi đi thì đứng, ngồi, nằm, trong lúc ăn uống à, trong lúc à, làm các cái công việc ha, mà nếu mà chúng ta nỗ lực gìn giữ như vậy đó, thì à, để không bao giờ có điều kiện để cho các cái phiền não sanh khởi, thì đó là cái gì, là cái người anh hùng với phiền não, với những cái tâm buông lung phóng dật dễ vui. Thì như vậy à, chúng ta sẽ à, tạo được một cái à, thương cận à, thương cận y duyên à, thương cận y duyên thiện à, mà nếu mà chúng ta sống mà thường xuyên với cái thương cận y duyên thiện, thì chắc chắn là những cái người này đó à, sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp trong tương lai, không? Đó, thành ra chính bản thân mình, à, chính bản thân mình cũng phải cố gắng nỗ lực tu tập, à, gìn giữ cái chánh niệm của mình, không có phóng dật buông lung, rồi sao? Mình phải tránh xa những cái người mà dễ vui, à, buông lung, ha. Rồi mình phải cố gắng nỗ lực chính bản mình để gì? Để cùng nhau với những cái người bạn đạo đó à, nhờ cái sự nỗ lực tinh tấn của chính mình đó, nó thúc đẩy làm cho những cái người bạn đạo cũng phải có sự nỗ lực ha, để nương tựa cùng với nhau à, thì sẽ được cái sự tiến bộ. Mà chính cái điều kiện tốt đẹp này à, sự nỗ lực thực hành giáo pháp, gìn giữ chánh niệm tỉnh giác, không để tâm buông lung phóng dật à, chúng ta có một cái nội tâm sáng suốt quân bình à, thì sẽ đem đến cái an vui trong đời sống hiện tại
Và nhờ cái sự thực hành này, nó sẽ là cái động lực thúc đẩy cái nhân duyên để hỗ trợ cho chúng ta trong những kiếp sống tương lai. Và chắc chắn những cái vị hành giả mà thường xuyên thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thường xuyên thực hành các cái bổn phận của một cái vị hành giả đó, thì như vậy sẽ đem đến những cái đời sống tương lai tốt đẹp. Thì qua cái câu thứ 8 này trong cái lời dạy của Đức Phật về cái sự nỗ lực thực hành và gần gũi các cái bạn đạo để gìn giữ cái tâm của mình cho được chánh niệm tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại này, thì cũng xin chia sẻ với quý vị một số cái hiểu biết kiến thức và giới phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang và chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Và quý vị hãy cố gắng, chúng ta nỗ lực tu tập để chính mình phải làm nơi nương tựa cho chính mình, rồi đôi lúc nhờ những cái kinh nghiệm hiểu biết trong sự thực tập, trong thực hành và quán sát, trong khi mà mình gìn giữ cái tâm của mình nó được an tịnh tốt đẹp, thì sẽ là cái chỗ nương tựa cho các bạn đạo. Rồi chính bản thân chúng ta cũng phải nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào các cái vị mà người ta có kinh nghiệm trong pháp hành tốt đẹp, để chúng ta cùng nhau học hỏi tiến bộ vững vàng trên cái bước đường tu tập. Cái phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, xin mời đạo tràng. Xin con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài chánh kinh hôm nay đấy, về cái vấn đề là chọn những người bạn làm sao cho để mà mình có sự tinh tấn nỗ lực hơn khi mà chọn những người bạn mà làm mình dễ vui. Con xin kính tri ân ngài. Dạ, bây giờ con xin kính mời ngài ngồi nghỉ uống trà để mà chờ bàn tay của đạo tràng dơ lên để thảo luận. Kính ngài từ bi giảng dạy thêm cho chúng con thêm được sự hiểu biết ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận về đề tài bài không phóng dật ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin kính dâng mic đến đạo tràng. Dạ, kính ngài, con xin phép được đọc câu hỏi của Siptina. Dạ, bạch ngài, khi sắp xếp muốn chu toàn trong một công việc, không khỏi tránh sự lo lắng, phóng dật, nghĩ đến pháp thế gian nghĩ gì, thiện và bất thiện xen kẽ trong tích tắc, để ngăn ngừa tâm bất an, chỉ ghi nhận và niệm liên tục khi đó xuất hiện. Dạ, con kính mong ngài chia sẻ thêm cái phần này cho chị Tina. Dạ, con dâng mic cho ngài. Ý Sittina muốn nói là để ngăn ngừa tâm bất an thì chỉ ghi nhận niệm liên tục khi nó xuất hiện phải không bạch ngài? Dạ, con kính mong ngài chia sẻ thêm cho Sittina. Con kính dâng mắt đến ngài.
Dạ, chắc ngài bận một xíu ạ. À, xin mời thêm những câu hỏi của đạo tràng nhé, để cho mỗi người một câu hỏi để mà ngài chia sẻ thêm cho chúng ta có thêm được nhiều sự. Dạ. Để chờ ngài một chút, chắc ngài vào bây giờ đấy ạ. Dạ, con được dâng mic đến ngài, con xin dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng. Thì ở đời á, cái thế gian thì nó vậy á. Tại sao? Tại vì cái tâm phàm nhân, mình muốn mọi cái nó diễn tiến theo cái sự sắp xếp của mình, thấy không? Nhưng mà quý vị thấy rằng á, mình mặc dù mình muốn sắp đặt nó như vậy đó, nhưng mà không phải là tất cả các pháp nó xảy diễn như cái sự sắp đặt của mình đâu. Đó, tại vì các pháp đó, nó diễn ra theo cái quy luật nhân duyên nhân quả, thấy không? Thật ra không phải cái những cái gì mà mình sắp đặt, mình muốn nó như vậy mà nó diễn ra đúng. Cho nên là sao, mình mới lo lắng. Mình lo lắng thì khi mà mình lo lắng như vậy đó là cái tâm nó bị dao động. Dao động nó không có ở yên. Thì ví dụ như mình thấy những cái quả lắc đó, nha, khi nào mà nó đứng yên, còn có khi là nó đưa sang phải, đưa sang trái. Thì khi mà cái quả lắc mà nó đưa sang phải, đưa sang trái đó, thì cái tâm của mình nó bị dao động, tâm phóng dật là vậy. Tại vì sao? Tại vì mình muốn, bây giờ ví dụ như bây giờ mình có một cái việc gì đó, trong việc gì đó ha, ví dụ như bây giờ mình đi hành thiền chẳng hạn, cũng vậy. Thì cái vị hành giả mà muốn đi đến trường thiền sao, một là phải lo sắp xếp mà những cái công việc của chính bản thân mình ha. Sắp xếp công việc này việc kia, đem theo những cái thứ này thứ nọ ha, rồi á là căn dặn ở nhà là như vậy ha. Đó, rồi cái vị này mà đi vô trường thiền ngồi cũng yên, bị sao, bị lo lắng ở nhà không biết rồi mình căn dặn những cái người thân của mình làm như vậy vậy đó mà không biết họ làm có đúng theo cái ý mình không. Chính vì nó có cái gì, nó xen cái bản ngã mình vô. Tôi sắp xếp công việc như vậy vậy đó, có ở nhà tôi làm thì mới chắc ăn, chứ còn giao cho những cái người phụ giúp hay là những cái bà con quyến thuộc cũng chưa chắc ăn ha. Đó, thành ra chính vì vậy mà cái tâm mình nó bị dao động, phóng dật, lo lắng nha. Mà chính khi mà cái tâm mà phóng dật lo lắng như vậy đó là cái gì? Là cái điều kiện tốt đẹp để cho phiền não nó sinh khởi. Thì chúng ta khi mà cái tâm mình động, mình cần biết là mình dao động nha. Rồi nếu mà mình suy tư, mình nói thật sự ra đó là mình sắp xếp như vậy đó, chứ không phải là mọi mọi việc là nó diễn ra đúng như cái ý mình đâu, thấy không? Nếu mà ai cầu được ước thấy ha, thì không có ai khổ. Chính vì càng mong cầu nhiều, càng ước mong nhiều thì
nó càng khổ đau. Tại vì á, 10 chuyện mà mình cầu khấn giang sinh ha, 10 chuyện mà mình ước mong ha, có đôi lúc đó, không có chuyện nào mà nó xảy ra như cái sự cầu mong của mình nữa. À, mà khi mà cầu mong không được thì sao? Thì khổ. À, đó, cho nên chúng ta đó, học cái lời Đức Phật dạy á, là chúng ta sống thuận pháp. Pháp này mình biết về cái điều kiện, các pháp khi mà nó hội đủ nhân duyên thì nó sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, thuận lợi. Mà nếu mà các pháp nó không diễn ra tốt đẹp thì sao? Do những cái điều kiện, do những cái tác động về cái nghiệp quả. Có đôi lúc hồi lúc trước mình làm á, mình làm những cái thiện sự nó không có hợp thời nha, cho nên á là bây giờ á là những cái điều kiện mà nó xảy diễn ra nó có khi nó bị trục trặc không chừng nha. Thành ra mình biết vậy, thì thôi bây giờ á, nó không có thuận lợi tốt đẹp thì mình sẽ làm lại. Biết đâu dần chính nhờ cái này á, là lần sau mình sẽ nó thuận lợi tốt đẹp hơn. Có rồi lúc quý vị muốn đi đặt bát cúng dường, quý vị muốn đi hành thiền rồi chẳng hạn, nhưng mà mình chuẩn bị sắp xếp đâu đó hết rồi, tự nhiên tới sáng hôm đó mình chuẩn bị mình đi vô trường thiền đây gì đó ha, cái bắt đầu sao nó trục trặc, mình không được khỏe. Sức khỏe nó không được ổn ha. Nó có cái vấn đề xảy ra trong cái cơ thể của mình ha. Thì thôi bây giờ là mình không vào được trong trường thiền thì mình thực hành ở nhà cũng được. Mình giảm bớt các cái công việc vướng bận ở trong nhà ha. Mình dành thời gian ra mình ở trong một cái phòng mà an tịnh rồi mình thực hành ha. Rồi chuyến sau nếu mà kỳ sau á, cái khóa thiền cần lần sau nếu mà nó sức khỏe mình ổn thì mình sẽ đi vào trường thiền ha. Đó, chứ mình nói trời công tình tôi chuẩn bị hổm rài mà bây giờ nó bị dày bị kia, thành ra không có đi đến trường thiền được ha. Thành ra đó là bắt đầu cái tâm mình nó bị dao động phiền não đó. Đó, rồi các cái công việc ở trong gia đình hoặc là cái công việc làm ăn của mình cũng vậy thì mình hiểu biết là do nhân duyên có những lúc cái quả lành nó sanh khởi thì tất cả mọi công việc đều một cách thuận lợi tốt đẹp đó. Nhưng mà có những lúc đó là do cái những cái điều bất thiện, những cái chướng nghiệp nó sanh khởi thì sao, thì gặp nó trục trặc đủ thứ chuyện hết thì biết cuộc đời nó là vậy đó, không phải là chỉ là cái dòng sông mà trôi phẳng lặng mà có những lúc cũng có sóng rồi cũng có sóng gió rồi thế này thế khác thì sao, khi nào phẳng lặng thì mình sẽ thực hành theo những cái điều tốt đẹp ha. Còn nếu mà sóng gió nó xảy ra thì mình phải cố gắng mình chống chọi, mình vượt qua đó, để mình hiểu biết từng cái giai đoạn của mình. Khi nào mình thấy là cái tâm mình dao động, chỉ cần mình quan sát cái tâm dao động của nó ha, rồi hoặc là mình phản tỉnh, mình nhìn lại tại sao mà nó bị dao động như vậy tại vì cái ngã nó xen vô nó muốn điều khiển, nó muốn sai sử phải thế này thế kia thế nọ nhưng mà sao mình đâu điều khiển, mình đâu có can thiệp các cái pháp được cho nên hiểu biết như vậy để
để mình có sự sắp xếp, mình có sự chuẩn bị. Nhưng mà nếu mà nó thuận lợi ra thì tốt, còn nếu mà nó không thuận lợi thì mình cũng tùy duyên, tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh để mà mình sống thuần pháp tùy pháp, thì như vậy nó sẽ không có phiền não khổ đau. Chúng ta phải mặc dù mình không phải mình buông xuôi, mình cũng có sự chuẩn bị, mình cũng phải biết, mình cũng có sắp xếp chứ. Bữa nay sáng nay mình sẽ làm gì, mình làm gì đó. Nhưng mà đâu phải là mình sắp xếp như vậy là mọi việc nó diễn ra suôn sẻ đâu, phải không? Cũng như sư thì cũng có bà sắp xếp rồi kia nọ để chuẩn bị sáng nay để mà giảng pháp cho quý vị nghe. Nhưng mà có đôi lúc, không? Có đôi lúc là sao? Nó trục trặc, nó cúp điện, hoặc là cái đường truyền nó không ổn định, hoặc là cái điều kiện kỹ thuật máy móc nó không thuận lợi, không? Hoặc là sức khỏe nó không ổn, tự nhiên ngủ nữa điều trị mà mới đầu nó không ổn này, cái gì mình chỉnh là cái việc nhưng mà các cái pháp nó xảy diễn đó, nó đều ra lúc đó mà nếu mà do vấn đề trục trặc đó, thấy không? Có lúc nghe rõ mà có lúc nghe không rõ, thì do cái đường truyền bây giờ á, mình cũng đâu có muốn gì được, không? Cái chuyện mà của nhà mạng mà đó, thành ra nó là chúng ta chuẩn bị sắp xếp, nhưng mỗi vấn đề nó xảy ra theo cái nhân duyên, cái pháp của nó diễn ra là vậy á, mình không có điều khiển được, mà mình muốn can thiệp mình điều khiển á thì sao? Thì sẽ khổ phiền não. Thuận pháp tùy pháp, mình cũng sẽ có sự sắp đặt, nhưng mà nếu các pháp nó diễn ra đúng thì tốt, còn không có đúng như vậy thì uyển chuyển tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, chúng ta sẽ xử lý các cái công việc của mình nó một cách ổn thỏa tốt đẹp, chứ đừng lúc đó rồi mình tâm mình nó bực bội dao động, thành ra rồi cái phiền não nó sanh khởi, thì sẽ khổ đau. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Tina và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Sa thú, chúng con xin kính tri ân ngài đã chia sẻ cho chúng con. Dạ, con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng đặt câu hỏi để thảo luận đề tài phẩm không phóng dật ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin phép dâng mic đến đạo tràng. Dạ, con đang chờ câu hỏi của đạo tràng thì
Con xin kính thỉnh Ngài cho con được chắc có một câu hỏi về cái vấn đề mà Ngài dạy về cái thân viễn ly và tâm viễn ly ấy, thưa Ngài. Ví dụ như là chúng con đang sống ở trong gia đình á, thì thật sự về cái thân viễn ly á, thì nó rất là khó để mà mình có thể tách được ra khỏi gia đình để mà mình đi một chỗ khác được tu tập yên tĩnh, bởi vì là còn phải công việc trong gia đình ấy, thưa Ngài. Nhưng mà nếu nói tâm viễn ly ở đây thì để mà nói có một cái tâm viễn ly thực sự á, thì nó như thế nào thì được gọi là tâm viễn ly thực sự đúng đắn nhất ạ. Con xin kính dâng mic lên Ngài, mong Ngài chia sẻ thêm cho con về phần này ạ. Con kính dâng mic lên Ngài. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mây á, Nam mô Sang Thầy á. Cái mình phải hiểu cái ý nghĩa của lời dạy của Đức Phật về tâm viễn ly và thân viễn ly. Khi mà nói là một cái vị hành giả đó muốn tu tập các cái pháp môn thiền định đó, thì trong kinh cũng có nói là vị hành giả này phải ly dục, ly các ác bất thiện pháp. Thì cái ly dục ở đây không phải là cái thân không, mà cái tâm nữa. Tức là chúng ta hãy dẹp bỏ những cái tà tư duy, những cái tà tư duy, những cái suy nghĩ về cái dục tầm, hại tầm, sân tầm. Đó là những cái tà tư duy. Rồi á, cái thân mình á cũng viễn ly, là những gì mình tránh những cái sự xúc chạm. Thí dụ như là khi mà vị hành giả mà muốn tu tập á, có nhiều khi á, khi mà mình nằm trong cái giường êm ái rồi kia nọ ha, này kia đó, rồi cái bắt đầu cái mình tới giờ đó mình muốn dậy mình hành thiền, nhưng mà ở ngoài thời tiết bên ngoài nó lạnh quá ha, ở trong phòng nó ấm nhưng mà bước ra bên ngoài á, trời tiết nó lạnh quá ha. Rồi á là ngồi ở dưới cái sàn nhà thì nó cứng ngắc, nó lạnh ngắt ha. Bây giờ thôi mình ngồi ở trên trên cái giường đi, ngồi giường chút, cái bắt đầu cái nói trời ơi, nãy giờ ngồi vậy đủ rồi ha, giờ mình ngã xuống mình nghỉ chút đi rồi kia nọ ha. Tại sao? Là cái tầm dễ vui ấy, nó lôi cuốn, nó cản trở, nó không có cho mình muốn thực hành đó. Hiểu vậy á, trong cái đời sống chúng ta đó, là mỗi lúc chúng ta phải phản tỉnh những cái người bạn xấu ở trong nội tâm chúng ta. Khi mà mình muốn thực hành, mình muốn học kinh, mình muốn thì bắt đầu ở trong cái tâm chướng ngại nó sanh khởi, nó cản trở chúng ta, nó lải nhải, nó nói thế này thế kia thế cỡ nọ đó. Thì chúng ta phải trừ khử những cái chướng ngại này ở trong nội tâm chúng ta. Rồi á, rồi mình phải tập thay vì cái thân mình á ở những cái nơi mà êm ái thế này thế kia, bởi vì trong cái giới mà thứ 8 là coi tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, thấy không? Đó, để mà mình mới từ bỏ từ bỏ những cái xúc chạm êm ái thế này thế khác ha, để mà mình thực hành. Còn những cái này đó là sao? Nó những cái tham muốn, nó lôi cuốn, nó cột trói mình trong những cái gì? Dục tầm. Dục tầm. Đó, thế này thế khác, suy tư về ăn những cái món này cho nó ngon,
ăn mấy ngón món này nó mới bổ. À, ở trong cái những cái điều kiện mà tiện nghi đầy đủ vậy nó mới tốt ha. À, thế này thế khác đó, nó trói buộc mình từng chút vậy đó. Thì khi mà mình cố gắng á, mình vượt qua nó, à, để cái thân mình không phải lệ thuộc dính mắc vào những cái tiện nghi vật chất ha. Tâm mình tránh xa những cái hướng đến dục lạc trần cảnh, à, hưởng thụ sắc thinh vị xúc đó. Thì như vậy gọi là thân viễn ly mà tâm viễn ly, để từng bước mình xa rời, à, mình không còn bị vướng mắc trói buộc vào cái sắc thinh vị xúc mà trói buộc cái thân ngũ uẩn của chúng ta. À đó là Đức Phật nói là thân viễn ly, tâm viễn ly, ở đây là cái ý nghĩa nó như vậy đó. À, thân thì tránh xa những cái sự xúc chạm êm ái, à, tiện nghi thân như vậy á, gọi là thân viễn ly. À, tâm viễn ly á, là mình tránh xa những cái, à, dục tầm, sân tầm, hại tầm, nhất là về những cái tư tưởng, à, lôi cuốn chúng ta nhiễm đắm trong cái tham ái. À, thì để từng bước chúng ta giữ cho nó được an ổn tốt đẹp. À, xin giải thích thắc mắc của cô Khắp Nguồn Lào Cai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Con kính tri ân ngài đã chia sẻ về cái phần này cho con, bởi vì trước giờ con hiểu rất là nông cạn. Con cứ nghĩ là thân viễn ly là mình phải đi ra khỏi nhà, mình đi ra một chỗ nào đó tu tập, thì mình không làm những cái công việc nhà gác lại á. Thì con cứ nghĩ như thế là thân viễn ly, nhưng mà nghe ngài nói thì thật là tuyệt vời. Còn cái tâm viễn ly thì con cứ nghĩ rằng là dù mình ở nhà nhưng tâm mình nghĩ đến tu tập này kia ấy, thì đó là tâm viễn ly. Dạ, vì con hiểu rất là nông cạn, cho nên khi mà được nghe ngài giải thích như vậy, con cảm thấy thật là sa thú tuyệt vời ạ. Con xin kính tri ân ngài, con đã hiểu rồi. Dạ, con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận về đề tài ngày hôm nay nhé. Con xin được phép dâng mic đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Dạ. Dạ, con xin kính chào ngài và toàn thể đạo tràng. Dạ, con tụi con thì Phật tử đời thường thì đôi lúc trong công ăn việc làm rồi. Dạ, cảm ơn đã của Tiền Na và Châu Hoàng. Dạ, cho biết tín hiệu ạ. Dạ, trong công ăn việc làm thì đôi lúc tiếp xúc những bạn bè rồi những môi trường, nói chung nó cũng ngoài ý muốn của mình, rồi dễ phát sinh những cái phóng dật, buồn phiền, lo âu. Đôi khi mình biết rằng bạn đó là bạn bất hảo, nhưng mà nó lại hội giúp cho công việc của mình lại được, thì nó không muốn nhìn mặt, không muốn thấy cũng phải tiếp xúc. Vậy những cái đó nó làm cho phát sinh cái tâm mình cũng hay dễ phóng dật mà cũng cuốn mình theo. Vậy nếu mà những cái như vậy thì có những môi trường rồi những cái điều kiện mà phát sinh như vậy thì liệu có phải phụ thuộc quá nhiều phước của mình không? Có phải là do cái phước duyên của mình nên đâm ra mình mới gặp những cái môi trường hoàn cảnh, rồi cũng chính phước mình, cái phước nó mới khiến cho cái tâm mình nó dễ bị xáo động không ạ? Không có nên sự vững vàng không ạ? Dạ, con xin trả mít lại. Dạ. Nam
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì chúng ta biết rằng cái đời sống của người cư sĩ tại gia thì nó còn phải tiếp xúc với xã hội, công việc ha. Có đôi lúc đó, mình đâu có thể mà làm chủ được ha. Dù có những cái đối tượng mà không thích, nhưng mà bây giờ đó, trong cái công việc làm ăn, trong cái vấn đề giao tế, mà nếu mà mình không có tiếp xúc mình không ấy thì nó sẽ khó khăn trở ngại trong cái đời sống của mình. Cho nên đó, là mình phải vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải trao đổi rồi kia nọ, nhưng mà điều cái đó, mình phải có sự phòng hộ, có chuẩn bị. Thấy không? Ví dụ bây giờ đó, bây giờ là quý vị thấy rằng giờ xã hội, giờ trong cái vấn đề mà giao tế làm ăn thì phải có nhiều lúc người ta phải rủ rê nhau đi nhà hàng rồi này kia này nọ chẳng hạn ha, hoặc là cái gì đám cưới, đám giỗ, đám hỏi rồi tùm lum hết. Nhưng mà sao thì thôi, bây giờ là mình phải chấp nhận cái vấn đề này. Nếu giờ mà trong cái giao tế mà mình không có chơi với người ta đó, nhiều khi là nó cũng trở ngại cho cái công việc, trở ngại cho cái sự làm ăn của mình. Nhưng mà mình biết chừng mực, mình biết tìm cách để mà né tránh, thối thoát, giảm bớt đi. Chứ còn nhiều khi á, nhiều khi cũng lúc đầu á thì mình cũng biết, nhưng mà nếu mà mình không có sự phòng hộ, mình không có né tránh thì bắt đầu mình bị lôi cuốn, bị lôi cuốn lúc nào không hay. Thành ra có nhiều người á, họ cũng lấy cái cớ đó để mà họ đổ thừa. Tôi đâu muốn nhậu đâu, nhưng mà tại vì mấy ông bạn nó cứ rủ rê hoài thành ra bây giờ mà không đi chơi với nó, không có đi nhậu với nó đó, thì nó không có giúp mình đó. Nhưng mà điều cái có nhiều khi cũng sự thật là cũng có, nhưng mà có đôi lúc đó, mình cũng ham muốn ở trong cái vấn đề đó, cho nên từ 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 mình nó bị sa đà. Còn biết thì bây giờ trong đời sống thì đôi lúc bây giờ mình cũng phải đi đám cưới, đám cưới bạn bè, những cái đối tác làm ăn rồi người ta này, nếu mà người ta có gả cưới con cái rồi người ta mời mình mà giờ mình không đi thì không được, mà mình đi để mình giữ vậy cho nó có sự giao hảo tốt đẹp thôi. Đó thì hai cái mình sẽ dè chừng mực nó vừa phải chút ít ha. Còn thí dụ như bạn bè mà thân thiết thì nó rủ đi quán, đi tiệm, nhà hàng đồ đó thì có thể mình thối thác, mình tìm cách mình né tránh bớt. Thí dụ như mà nó mời mình 5-6 lần thì mình cũng phải đi 1 lần, thì ít ra mình cũng né nó được 3-4 lần để mình phải giữ giữa cái sự tu tập của mình và cái quan hệ ở ngoài xã hội nó được an ổn tốt đẹp. Chứ còn bây giờ mình khư khư quá về cái giữ giới, cái đạo của mình á, mà mình bỏ đi cái giao tế với ở ngoài xã hội thì cũng không được ha. Mà nếu mà mình buông lung theo cái bạn bè, cái giao tế ở ngoài xã hội mà mình không gìn giữ cái sự tu tập thì cũng không được ha. Cho nên đó là khi mà chúng ta sống có trí tuệ thì mình sẽ biết ứng xử như thế nào để cho nó vừa phải, tốt đẹp trong cái sự tu tập của mình mà trong đời sống nữa. Còn hàng ngày thí dụ như á, khi mà mình dành ra cái thời gian mà mình hành thiền chẳng hạn ha, thì sao
bây giờ bắt đầu mình dành ra nửa tiếng mình hành thiền. Thì trước khi mình hành thiền á, thì mình nguyện nha, tất cả những cái suy tính lo âu về công việc á, dẹp qua bên hết. Bây giờ nguyện cố gắng tu tập trong cái thời gian này ha. Thì lúc đầu á, mình phải tập, mình nguyện dài ba lần vậy đó, để gì? Để nó tạo cái sức mạnh, cái sức mạnh, cái sự tinh tấn của mình á, để đối trị với cái phiền não. Bởi vì hàng ngày, cả ngày mình sống trong cái sự lôi cuốn của cái công việc, của phiền não rồi. Bây giờ nếu mà mình không có cái này để mà tạm thời để mà đè nén, để mà ngăn trừ nó đó, thì sao? Cái tâm mình nó cứ chạy theo cái công việc, cái suy tính vậy nè. Đó. Thành ra trước khi mình vô mình hành thiền hay vậy ha, nguyện kể từ giờ phút này, trong vòng nửa tiếng đồng hồ gì đó, tôi nguyện dẹp bỏ tất cả những cái tính toán lo âu gì đó ha, để chú tâm nỗ lực tu tập. Đó đó, thì nhờ như vậy đó, thì mặc dù là nó cũng lâu cuốn mình, nhưng mà nhờ có cái quyền nguyện lực vậy đó, cái tâm mình nó vững chút rồi hả, mà nó lâu cuốn mình biết, mình đem cái tâm trở về, cái tâm mình nó phóng dật, nó chạy đi, thì mình trở đem nó trở về với cái đề mục hiện tại, thì nó là như vậy. Bởi vì cái người mà cư sĩ thì khi mà thực hành giáo pháp thì nó có cái trở ngại, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách thức dung hòa giữa đạo và đời ha, rồi biết chúng ta dành thời gian cố gắng nỗ lực mạnh mẽ để tu tập, thì cũng sẽ tạo được nhiều cái an vui tốt đẹp trong cái đời sống. Và nhờ có cái mà chúng ta nỗ lực tu tập vậy đó, thì sao, cái trí tuệ hàng ngày chúng ta nó sẽ sanh khởi. Thành ra hồi đó ngài hòa thượng ngài nói á, ở trong thế gian này không có gì mà khó ha. Nếu mà chúng ta bình tâm trước các cái công việc á, trước các cái khó khăn á, thì trí tuệ nó sẽ hướng dẫn chúng ta để mà có cách ứng xử một cách thuận lợi, tốt đẹp, hài hòa trong cái đời sống của mình. Chúc pháp hành nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú. Chúng con xin kính tri ân ngài đã chia sẻ cho pháp hành để chúng con được học hỏi thêm ạ. Con kính mời bàn tay của đạo tràng để cho lên những cái câu hỏi để mà chúng con được học hỏi thêm ạ. Dạ, con xin phép dừng mic lên đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, con đang chờ câu hỏi của đạo tràng. Con xin ngài cho con xin được hỏi một câu ạ. Dạ. Về cái phần mà giới tăng thượng ấy, thưa ngài, về như ngài nói về cái vấn đề là oai nghi chú tâm mạnh mẽ bước đi hành động của mình á, thì cái phần giới tăng thượng này thì đối với chúng con thì nếu như mà cái giữ giới bình thường á, thưa ngài, thì cũng đã cảm thấy là rất là khó rồi ạ, trong hàng ngày, bởi vì là Phật tử như chúng con thì cũng vẫn không thể tránh được khỏi những cái như kiểu là
hàng ngày thường hay nói những lời vô ích các bạn, cũng rất là hay bị dính vào cái đó. Nói chung là chưa được hoàn thiện lắm. Mà cái vấn đề giới tăng thượng này là sự oai nghi, chú tâm mạnh mẽ và những bước đi hành động đó, thì có phải là về cái phần này gọi là phần mình tu tập về cái thiền định không thưa ngài? Mà như thế này thì sẽ phải có người hướng dẫn cho mình, hay là tự mình cũng có thể được làm được những cái hành được những cái tứ oai nghi như vậy ạ? Dạ con xin phép dâng mic đến ngài, mong ngài chia sẻ thêm cho con về cái phần giới tăng thượng này ạ. Dạ con xin phép dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thì nói chung á, trong cái đời sống người cư sĩ là người phạm nhân của chúng ta đó, mà nếu mà chúng ta mà gìn giữ được một phút mà trong cái nội tâm chúng ta hoàn toàn mà vắng mặt tất cả những cái tà tư duy là vậy là quý rồi, thấy không? Chứ còn mà đòi hỏi nó liên tục á, thì nó rất là khó. Thì chỉ có ở trong những cái môi trường của trường thiền nha, của trường thiền rồi này kia nọ đó, thì mới có cái điều kiện để mà mình gìn giữ. Chứ còn mà ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, mà mình giữ được lúc nào mà cái tâm mình tốt đẹp, một phút, hai phút, ba phút là mừng lắm rồi, không? Tại vì á, tại vì mình luôn luôn là gì, mình bị tám ngọn gió đời nó tấn công, mà cái chánh niệm tỉnh giác của mình á là nó còn quá non yếu, nó chưa có đủ sức. Cho nên á, là khi nào mình biết, mình ráng cố gắng, mình giữ được một phút là tốt một phút. Mình giữ ngay cái giây phút đó, mình đầy đủ cái hay biết, hoàn toàn vắng mặt các phiền não, không có si tính, không có mong cầu, không có cái gì hết á. Hoàn toàn là tốt rồi. Thì cứ ráng trong đời sống mình á, mình một hồi mình thấy là mình nhớ, mình cứ phản tỉnh mình xem xét. Thì khi mà mình quay lại, mình phản tỉnh, mình nhìn lại, nhìn vào cái nội tâm chính mình, mình phản tỉnh nhìn lại cái công việc mình đang làm, mình đang nói, mình đang làm cái công việc gì đó mình hay biết rõ ràng đang đó, thì sao? Thì nó chặn đứng những cái phiền não, chặn đứng những cái phiền não, những cái lo âu tính toán, những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm gì đó, đó. Thì cứ như vậy đó. Chứ còn nếu mà mình giữ xuyên suốt thì chỉ có các bậc thánh thôi, các bậc thánh người ta mới có cái tâm mà xuyên suốt cái chánh niệm tỉnh giác như vậy. Chứ còn các cái vị mà quý vị nhớ rằng á, quý vị mà thánh hữu học cũng vậy, mình á cái tâm của mình á nó còn non yếu, giống như cái đèn mà quý vị thấy, cái đèn mà người ta mang những cái đèn trang trí á, nó chớp nó tắt, nó chớp nó tắt á. thì cái trí tuệ của mình cũng vậy đó, nó còn non yếu, nó chớp chớp tắt, nhưng mà cái phàm phu của mình á thì cái chớp tắt nó nhanh, còn bậc thánh hữu học á thì cái chớp tắt nó chậm chút, rồi đi đến cái bậc thánh vô lậu, tức là tất cả những cái phiền não đã đào bứng tận gốc rễ rồi, thì lúc đó đó cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ của các ngài á, nó giống như cái đèn nó sáng xuyên suốt luôn, ha. Còn phàm nhân của mình á, giống như
những cái đèn chớp tắt mà nó chớp rất là nhanh, à, rồi lên bậc thánh hữu học á, thì nó cũng còn chớp tắt, nhưng mà nó cái chớp tắt nó chậm chút, nó kéo dài chút, à, đó. Chỉ có đến khi mà bậc thánh vô lậu thì cái chánh niệm tỉnh giác giống như cái đèn này nó sáng suốt luôn, à, thì nó vậy đó. À, người ta dùng cái hình ảnh, à, cây nhang, cái cây nhang á mà mình cắm vô cái bánh xe, cái vòng tròn này đó, bắt đầu mình quay quay cho thiệt nhanh, quay thiệt nhanh thì sao, mình thấy nguyên một cái vòng tròn nó đỏ, à, nhưng mà sự thật ra đó nó từng điểm của cây nhang thôi, à, nhưng mà nếu mà cái tâm phàm nhân á quay chậm á thì thấy là thấy nó từng điểm. Còn nếu mà cái thánh hữu học quay nhanh chút thì thấy là nó rời rạc nha. Chỉ có khi mà bậc thánh A La Hán á là quay cái vận tốc thiệt nhanh thì lúc đó là mình thấy nguyên một cái vòng tròn nó nối liền nha. Thì khi mà quý vị đi mà phóng to các cái hình ảnh vậy á, ví dụ bây giờ cái bản chánh á, cái bản chánh là cái khổ giấy A4, à, thì mình thấy cái chữ đồ này kia nó khích khao rồi đó, à, nhưng mà khi mà mình phóng to lên cái khổ giấy A0 thì sao, cái chữ A đó nó cũng chữ A nhưng mà trong đó nó rời rạc, à, nhưng mà trong cái khổ giấy A4 thì nó liền lạc. Còn nếu mà mình phóng to ra thì nó rời rạc. Thành ra đó, trong cái tâm mình nó có từng sát na ha. Mà vì á cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó còn non yếu, cho nên á một vài sát na chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà hai ba sát na phiền não nó chen vô, à, rồi kéo đầu. Nếu mà mình mạnh mẽ đó thì một vài sát na, à, chánh niệm tỉnh giác, kéo dài ba sát na phiền não nó xen vô, à, đó nó cứ chớp tắt ha. Khi mà cái đèn nó sáng lên là lúc đó mình chánh niệm tỉnh giác đó, nó bị phiền não nó chen vô thì nó tắt, à, sáng tắt, sáng tắt vậy đó, à, đó rồi, à, cứ ấy. Chỉ có bậc thánh A La Hán thì, à, cái chánh niệm tỉnh giác trí tuệ của các ngài nó xuyên suốt luôn. À, anh Pháp hỏi cái câu hỏi là, à, trong cuộc sống cố gắng nỗ lực tu tập vừa tạo thêm nhiều thiện phước sẽ nâng đỡ mình hơn trong con đường tu tập, hay chỉ nỗ lực là thực hành là được? Thì, à, thật sự ra đó, à, cái, à, khi mà chúng ta áp dụng chánh niệm tỉnh vào cái đời sống của mình á, nó cũng đem lợi lạc rất là nhiều, phải không? Ví dụ như bây giờ, à, mình cũng làm cái công việc đó, mình cũng làm công việc đó thôi, nhưng mà nếu mà mình không có áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vô thì có nhiều khi nó bị sơ suất, à, nó bị, à, lỗi lầm, nó bị thất bại, à, nhưng mà nếu mà mình áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vào trong cái công việc của mình thì nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp, thấy không? Bây giờ quý vị thấy rằng cái, à, những cái người mà họ ráp những cái computer rồi đó, ha, thì nó sao? Nó đòi hỏi nhiều cái chi tiết lắm. Những cái dây điện, những cái mạch nào nối với mạch nào, cái dây nào nối với cái cổng nào, ha. Nếu mà trong cái công việc đó mà mình không có áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vô, mình không có ghi nhớ rõ ràng, ha, mà chỉ cần một cái giây phút mà mình buông lung lơi lỏng,
không có chánh niệm tỉnh giác đầy đủ trong công việc thì sao? Thì mình sai, cẩm sai, à, nhầm cái giữa cái chỗ này và cái dây khác thì sao? Thì nó sẽ đem đến cái tai hại, à, hư hỏng cái món đồ đó, à, thất bại, phải 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 làm trở lại. À, thành ra đó, thành ra trong cái đời sống của mình cũng vậy. À, tu không phải là chỉ khi mà mình lên ngồi trước tam bảo rồi mình hành thiền rồi này kia nọ ha, mình lễ bái bảo mới mới là tu. Mà tu là gì? Phàm nhân thường hay buông lung phóng dật. Nha. Còn cái người có sự tu tập đó là gì? Có áp dụng cái tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác vào cái giây phút hiện tại. À, thì bây giờ á, bình thường mình cũng đi, cũng đứng, cũng ngồi, cũng nằm. À, nhưng mà khi mà mình buông lung, mình đi mà mình ngắm cảnh, à, rồi mình nhớ tưởng cái chuyện này chuyện khác, ha, à, kia nọ đó, thì mình đi nhưng mà mình không có chú vào cái công việc là mình đang đi, những cái bước chân mình đang đi, mình không có quan sát cái chuyển động của mình đang đi, à, mà cái tâm mình, cái thân mình làm một việc, cái hành động mình xảy ra một nơi, mà cái tâm mình tính toán rồi cái nọ nó chạy một ngã đó, thành ra lúc đó đó là có nhiều khi mình bị dập, à, mình phải bị cái này cái khác. Còn nếu mà bây giờ cũng cái đi, à, cũng là bước đi, à, nhưng mà mình gạt bỏ hết, mình hoàn toàn chánh niệm rõ ràng vào cái bước chân mình đang đi, à, thì như vậy á cũng là một bước đi, nhưng mà bước đi với cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ thì nó khác. Mình sẽ không có bị dấp, bị thấy nhận rõ ràng những cái chướng ngại phía trước mình, à, để mình chuẩn bị thì nó không có cái tai hại, thấy không? Thành ra đó, cái sự nỗ lực áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vào cái đời sống hiện tại đó, nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp cho cái công việc của mình. Mà nhờ có cái mà mình áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vào cái sinh hoạt hàng ngày đó, thì nó sẽ hỗ trợ mình khi mà mình thiền hành thì cái tâm mình nó càng vững vàng, càng cái định tâm nó càng mạnh mẽ hơn nha. Còn nếu mà trong sinh hoạt mà mình không có thường xuyên gìn giữ áp dụng cái chánh niệm vào cái công việc, à, đợi tới lúc mà mình vô mình thực hành kinh hành hay là thiền tọa đó, à, mình mới áp dụng chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm mình nó bị dễ bị phóng dật nhiều hơn, à, thành ra cái gì cũng vậy, nó là cái sự quân tập, nó sự quân tập, cho nên mới nói là cái khi mà chúng ta áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác của mình vào cái đời sống hàng ngày đó, là mình vừa tu tập mà cũng vừa là làm cái công việc, thấy không? Thành ra đó, khi mà mình ăn với cái tâm phiền não thì nó sẽ có nhiều khi nó tai hại. Mình ăn mà mình biết mình ăn những cái vật thực nó không phù hợp thì đem đến cái bệnh tật, không? Còn nếu mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong cái ăn của mình thì cũng cái ăn cũng vẫn diễn ra, nhưng mà nó khác nhau cái là ăn trong thiền não và cái ăn ở trong trí tuệ thôi. À, mà ăn ở trong trí tuệ thì nó sẽ đem đến cái lợi lạc. Còn nếu mà mình ăn ở trong thiền não, có đôi lúc là nó có xảy ra những cái vấn đề không có được tốt đẹp đó. Thành ra là xin giải thích cái thắc mắc của Hạnh Pháp. À, chúc Hạnh Pháp nhiều sức khỏe an vui.
Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thứ. Dạ, mình hành pháp đã kính tri ân ngài đã chỉ pháp rất thực tế, thật là tuyệt vời. Ăn trong sự phiền não và ăn trong sự chánh niệm, dạ, hai cái này thật sự là nếu mà như chúng con thì chúng con không thể nghĩ được ra được những cái điều như vậy, bởi vì là không có người chỉ dạy thì chúng con sẽ không biết, mà chúng con cũng chỉ biết cái sự phóng dật của mình thôi. Dạ thưa ngài, còn có 9 phút nữa là hết giờ để con xin được dâng mic đến đạo tràng. Nếu mà đạo tràng có câu hỏi gì thì xin nêu lên để cho mọi người cùng học hỏi ạ. Dạ con xin dâng mic đến đạo tràng. Dạ đạo tràng vẫn chưa có câu hỏi. Con thì rất tiếc cái thời gian, khi mà thời gian trôi qua thì thật là rất là đáng tiếc. Con xin phép được có một câu hỏi này thế này. Khi mà mình muốn ví dụ như là một cái việc gì đó mà mình chưa chú tâm vào ấy thế này thì sẽ rất là bị quên đi á. Ví dụ như là một ngày mà muốn là rất là tụng kinh này, rồi hành thiền này. Đó, nhưng mà trong cái lúc đó thì như là Phật tử chúng con hay ở nhà thì có nhiều việc các thưa sư thì nói là lát nữa mình sẽ dạy tụng kinh. Thì khi mà chuẩn bị tụng kinh đó, thì lại thấy mấy cái thứ xung quanh nó lung tung bề bộn đó. Thưa sư thì chúng con thường hay nghĩ rằng ôi mình phải dẹp cho nó gọn gàng sạch sẽ, gọn gàng lại rồi mình ngồi tụng kinh đó. Thì mọi thứ nó sẽ được thoải mái hơn, hay là những lúc chuẩn bị hành thiền, ngồi hành thiền yên tĩnh một tiếng gì đó thì con lại thấy công việc như ở ngoài nó hơi bề bộn này, nó chưa xong thì thôi làm nốt cho nó xong rồi mình vào mình ngồi hành thiền thì nó sẽ yên tâm hơn. Thế nhưng mà khi mà chuẩn bị kênh hay chuẩn bị hành thiền như vậy thì lại nhìn những cái công việc nó bề bộn như vậy thì cái tâm lại phóng đi ra để dẹp những cái đó. Thì khi mà dẹp những cái đó thì trong cái lúc đó lại có người gọi điện hay lại có một cái việc khác nó xảy đến đó. Thưa sư thì là xong cái lại lãng quên mất cái việc tụng kinh rồi việc ngồi thiền như vậy thì đôi khi là cứ hay bị mất cái chánh niệm như vậy á thưa sư. Thì nếu như mà mình muốn dẹp dọn xong rồi mình mới làm những cái việc đó thì nó sẽ rất bị chi phối những cái này cái kia, mà nếu như mà mình mà gạt bỏ những cái công việc đi để mà mình tụng kinh, mình hành thiền thì cái tâm lúc đấy thì trong cái lúc đấy thì lại cái cảm giác như nó không được thoải mái á thưa sư. Như vậy thì là cái chỗ đó là mình nên như thế nào, hay là có sự sai sót gì ở trong đó mà để cho cái tâm nó cứ phóng túng, hay là do là con cầu toàn quá trong công việc ạ? Dạ, con xin phép dâng mic đến sư để sư chia sẻ nốt cho con được cái phần này. Dạ con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Sa Tham Ma gia, Nam mô Sang Ga gia. Thì chúng ta sống thuận pháp, tùy pháp là sao? Là bây giờ á, mình phải thấy rằng cái việc nào nó cần, thấy không? Bây giờ cái việc nào nó cần thiết phải làm. Nếu mà chúng ta làm trong cái tâm trí tuệ sáng suốt thì cũng tốt, thấy không? Bây giờ giả dụ như là bây giờ cái giờ đó là cái giờ mình ngồi thiền. Mình lễ bái Tam Bảo rồi đó. Nhưng mà nó có một cái sự việc cần xảy ra mà mình phải giải quyết. Ha. Mà nếu mà bây giờ mình nói không được, giờ này là giờ tôi ngồi thiền, chứ không phải làm.
là không được, cực đoan. À, đó, rồi sanh ra phiền não nữa. À, đó, thành ra đó, thành ra bây giờ mình biết à, cái giờ này giờ mình ngồi thiền à, nhưng mà có cái công việc này nó cần, nó cần phải giải quyết một cách tốt đẹp. À, để không có ảnh hưởng gì đó ha, thì mình thấy mình phải giải quyết công việc đó xong rồi mình ngồi thiền. Nhưng mà mình làm trong cái tâm quân bình ha, chứ không phải mình làm mà bực bội, giờ này ta giờ người ta ngồi thiền mà bắt ta làm thế này thế khác là phiền não ha, cực đoan ha, mà nói không ha, mắt làm công việc rồi không có ngồi thiền, không có thấy gì hết á, thì cũng sai. À, cho nên á là bây giờ á, thay vì là cái giờ mình ngồi thiền, à bây giờ có cái công việc cần phải làm, à, thì mình làm với cái tâm quân bình, sáng suốt, trí tuệ, thì cũng giống như mình ngồi thiền. À, cái mục đích của ngồi thiền là gì? Để mình đưa cái tâm sống trong hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, thấy không? Thì không phải là mình ngồi thiền mình niệm thở vô thở ra, thở vô thở ra, à mới là đưa tâm hiện tại, thấy không? Còn bây giờ nếu mình làm mà mình cũng vẫn có gìn giữ trọn vẹn cái chánh niệm tỉnh giác thì cũng tốt, thấy không? Bây giờ á, tới giờ mình ngồi thiền nhưng mà người thân của mình á đi ra ngoài kêu bây giờ ra đóng cửa lại, bây giờ nói không, giờ tôi ngồi thiền nè, tôi không có làm cái gì đó, lỡ mình không ra mình đóng kẻ gian nó vô nó lấy đồ hết rồi sao, không? Hoặc là giờ mình á, mình vô mình ngồi thiền, mình ngồi thiền mà mình nhớ chết cha rồi, hồi nãy kêu mình đóng cửa mà mình không đóng cửa, bây giờ không biết có kẻ gian nào là nó vô không, thì lúc đó cái tâm mình nó phóng dật, mặc dù mình ngồi trong phòng nhưng mà cái tâm mình nó chạy ra ngoài rồi, nó chạy ra ngoài cái cửa rồi, nó chạy ra ngoài nó công việc rồi, thành ra lúc đó đó hành thiền cũng phải là hành thiền. À, cho nên là tốt nhất à thôi bây giờ chậm chút 5 phút 3 phút gì đó mình ra mình đóng cửa lại đâu đó đàng hoàng ha, xong mình vô mình hành thiền thì lúc đó cái tâm mình nó mới an ổn. Cho nên á, sống tận pháp thì pháp đây làm biết à, cái lúc này những cái công việc này cần phải giải quyết ổn thỏa cho tốt đẹp. À, đến giờ mình hành thiền thì mình giữ cái tâm mình nó được an tịnh tốt đẹp, cho nên á là có những lúc mình phải dung hòa trong cái sinh hoạt nhưng mà áp dụng chánh niệm tỉnh giác vô. À, chứ không phải là nhất thiết là phải ngồi thiền thế này thế kia. Ví dụ như ngồi cái giờ mình hành thiền thường là một tiếng đồng hồ, nhưng mà mới 45 phút, bây giờ có người thân mình đột ngột trở về giờ cần phải mở cửa, bây giờ nó không, tôi ngồi đúng tiếng đồng hồ tôi mới xả ra tôi mở cửa, thôi ngoài chờ 15 phút đi, là bắt đầu có bất hòa có bất hòa phiền não sanh khởi không? Lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Môn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối tam bảo và kính thỉnh ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin phép được sám hối tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang sung qua uttamang bút thể yo kali to do so bút thổ khamatu tăng ma măng bút ta măng ghe na văn đề hằng tham mạnh cha ru vi thăng qua rằng tham mê yo kali to do so tham mô khamatu tăng ma măng bút ta măng ghe na văn đề hằng tăng khanh cha ru vi thô ta măng tăng khê yo kali to do so sáng khô khăn ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phẩm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng lễ đến sư để sư tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tràn đầy phước báo ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadanso thi bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadanso thi bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sadanso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an tịnh thường thường lệnh người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sao thưa con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Con kính mong ngài nghỉ ngơi ạ. Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Dạ con xin phép thay mặt đạo tràng để mà hồi hướng để kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Phước lành hồi hướng hôm nay, thiên vương bốn cõi trời may hưởng cùng, long vương sông biển thủy cung, xin đồng vui vẻ thung dung thọ phần, các ngài oai đức vô ngần, các ngài cao cả lực thần vô song, quang khắp hư không, vinh quang cảnh giới, ngự trong tuần trần.